À, mến chào các bạn. Nông cơ Vũ Văn Bự mới về dàn máy xăng nè các bạn ơi. Dòng một bánh nha. Đây. À, đây có xăng ma BSC 40 nè. Rồi Lan Mini là 60. Lan là đất nha. Đây xăng ma BSX 40 nè. Con này con gì không biết. Xăng ma 160. Cái dòng này là máy nồng nghiêng không các bạn nha. Dòng này máy rất là tốt. Tại sao nồng nghiêng nó tốt? Nó tốt là ở điểm á, là khi mà chúng ta để lâu, máy mà để lâu không xài, không sợ thiếu nhớt trên nồng. Ví dụ nồng đứng nhớt nó nhỏ xuống hết, nó sẽ làm cho dễ hư nồng. Thiếu nhớt một tí nó đánh nồng lên. Nhưng mà ở cái dòng mà máy nghiêng á, nồng nghiêng á, thì thí dụ thiếu nhớt, thí dụ máy mình thí dụ như, thôi mình nói cho đơn giản vậy đi, có nghĩa là một cái chiếc máy mà người ta chế một bánh như vậy, tất nhiên là để bạn chạy địa hình bằng lắc qua lắc lại, thì phải trao qua trao lại về nhớt có thể nó bị thiếu cục bộ, nhưng ở với nồng nghiêng thì nhớt vẫn lên, nhớt vẫn lên, vẫn nuôi nồng ok đó, hơn là thiết kế một cái nồng đứng. Thành thử ra là ở cái dòng này nó thiết kế nồng nghiêng hết. Đây là có chiếc Lan Mini 60, vùng đất hứa 60 rồi, BCS 46 đó. Nói vậy thì chắc các bạn cũng có thể hiểu qua được một tí xíu đúng không. Đây rồi, đây nữa nè, Honda RF nè các bạn, 515. Thì cái này một cái là mình không có gặp chủ, thành ra mình không có báo giá được. Rồi các bạn sẽ nghe số điện thoại ở cuối video các bạn nha, ở cuối video. Rồi đây là chiếc F 510 nè. Đó, các bạn hãy nghe mình đọc số điện thoại và địa chỉ ở cuối video các bạn nha. Rồi đây là T 155. À, các bạn thấy không, ở cái dòng hai máy á, là người ta có thể thiết kế vô tư, thiết kế nồng đứng. Bởi vì sao? Bởi vì cái xe nó không lắc qua lắc lại, cũng y như các bạn người ta chế những cái máy hai thì, các bạn thấy không, để có thể nó chạy ở mọi độ nghiêng. Đó là máy hai thì. Còn máy bốn thì ví dụ như ở dòng nào mà họ thấy sới mà nó độ nghiêng nhiều thì họ chế ra nồng nghiêng để cho nó nuôi nhớt bảo đảm. Đây có chiếc MM655 nè, T155 nè. À, những chiếc này mới về các bạn nha, BR55 TTA601S. À, xi bao ra máy xăng máy lớn ghê chưa, bánh lớn luôn, nãy tưởng máy dầu chứ. À, cái dây giật giật nó nối lên tới trên kia luôn ha, dễ sợ vậy. Đây PCK